Như vậy đội hình của phía Genji là muốn full sát thương ở trong bán thi đấu này chứ không quay trở về với một cái đội hình hai xạ thủ có hai chống chịu ở rừng và đường trên. Rumble là sự lựa chọn mà Linh nghĩ cũng được, bởi vì phần đó cái tác dụng của nó trong những tình huống giao tranh để có thể cô lập và hạn chế được hai con tướng kém cơ động như là Ashe và Varus cũng sẽ là có một sự lựa chọn khá là tốt. Nó mang lại cái ý nghĩa chơi chủ động hơn dành cho phía của Genji ở trong cái bán thi đấu này. Combo băng hỏa nữa kết hợp với lại Senzuani của cây niền nữa cũng rất là nguy hiểm. Khi mà con Rumble ấy nó quá nhẹ thì nó tăng tốc độ đánh, và cái việc kích nội tại đóng băng của cây niền nó sẽ rất là nhanh ở trong những pha tấn công lên cánh trên để có thể phối hợp băng trụ. Ván đấu quyết định trong cặp trận BO3 giữa D+KIA và Genji Esports được chính thức bắt đầu hiệp đấu thứ 17 của LCK mùa xuân năm 2024 trên kênh sóng của LCK tiếng Việt. Và rất hy vọng các bạn để lại thêm nhiều lượt like và các lượt ủng hộ của chúng tôi trên các nền tảng khác nhau, trên Facebook, TikTok và cả YouTube nữa. Và đừng quên đây sẽ là giải đấu với nắm giữ bản quyền của BoxSport, và các bạn hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho giải đấu của chúng tôi. Một ván đấu rất là thú vị và cực kỳ là hấp dẫn đến từ bên phía của DK và Genji. Chúng ta chơi lại bài của Sunmaker. Rồi. Một tình huống đứng gì và liệu có một pha tấn công từ cấp độ 1 hay không đây. Và với Tristana thì nó sẽ khác nhở, tức là Sylas nó sẽ có hiệu ứng, còn Tristana thì chỉ có làm chậm thôi. Nếu như mà cái dập nhảy tên lửa của anh ta nó trúng vào mục tiêu vẫn sẽ là những cái sức ép đi đường dành cho bên phía của DK. Thì cái bộ đôi hai con xạ thủ bước kiếm này cấp độ 1 rất là quan trọng nha. Bạn phải có được sức ép đẩy đường và có cái nhịp đẩy tốt hơn thì cặp đôi Lucian và Milio bên phía bên kia rất là khó chơi. Đã là hai xạ thủ hai mưa kiếm rồi, lại còn bung W, Kaolin rồi thì mưa tên và tên xuyên phá đến từ cả Aiming nữa. Và áp lực đi đường đang là rất lớn đến từ bộ đôi bên phía của DK. Lucid đã bị lộ hình ở cánh dưới rồi, nhưng Pay và Lehen đang rất tự tin bởi vì đằng sau lưng của anh ta là Sejuani. Nhưng cánh chết này, như tôi đã đề cập, kèo này không có cửa bật, kể cả nó có là một con Aatrox vô địch thế giới của Kingkun đi chăng nữa. Và đó là tình huống thi đấu rất chủ động đến từ King khi mà anh ta tốc biến trước để có vị trí đẹp đánh tay quá nổ. Nó khiến cho cái lượng sát thương tay và những cái tình huống sấy quá nhiệt của anh ta cũng đang rất đầu. Lucid thì sau một tình huống có định vòng xuống khu vực đường dưới rồi, không? Rồi, cái nền xuống trước. Lộ hình ở đường dưới đi từ Lucid và Kaolin bị bỏ lại rồi, mạng cho Pay. Cây niên đóng băng, Aiming lấy khoảng tầm hơn nửa cây của Aiming. Tristana của Chovy nhảy qua tường rút lui và không có bất cứ một ai nằm xuống đến từ Genji cả. Họ dẫn trước 2-0 trước DK. Và khi mà Lucid bị hiện hình ở đường giữa, anh ta tạo ra một tình huống tấn công ở khu vực đường dưới. Và cái pha tấn công vừa rồi của Cannon đã thành công. Còn ngược trở lại, hãy cùng xem pha thi đấu này khi mà King chủ động tốc biến ra phía sau. Thứ nhất là anh ta né được cái đúp 2 của Aatrox của Kingen và sau đó vẫn có cái lượng sát thương được duy trì. Không có cửa bật ở kèo đường trên thật sự luôn ạ. Đường dưới thì Pay bung lá chắn để chắc chắn mình sẽ không nằm xuống và có được mạng. Hai mạng cộng thêm dành cho Genji ở hai cánh bản đồ, Kim gần như là nào, nhưng Kaolin rất tự tin khi mà anh ta làm chậm liên tục. Chú tâm tiễn tấn công thẳng mặt Pay luôn, tên xuyên phá khá chất lượng đến từ Aiming khi nó trúng hai mục tiêu. Lucid bỏ rồng can thiệp xuống cánh dưới, tốc hành được bung đến từ Kaolin. Một quay lính đẩy sát trụ, và liệu đây có phải là pha đái trụ? Lucid hít kinh nghiệm lên 6 và anh ta đã có được cho mình cái quyền lực thiên nhiên rồi. Liệu đây có phải là pha tấn công cánh dưới dành cho bên phía của DK hay không? Đây Azir trong tay của Showmaker không thể có mặt, nhưng đó là một tình huống lướt lên rất khó hiểu đến từ Pay. Và Pay nằm xuống rồi, nhưng mạng cho Kaolin. Ta muốn né tán xạ tiện của Kaolin à, với tình huống chủ động lướt qua phía bên trái, nhưng vô tình gặp hổ đứng chờ đợi sẵn đến từ Lucid, đợi ở đây từ chiều. Và đúng như hàng chia sẻ hơi đáng tiếc chút xíu là địa điểm hạ gục đó lại rơi vào tay của Kaolin đúng không? Đúng, nếu như mạng vừa rồi dành cho Varus của Aiming thì cái sức ép ở cánh dưới này vẫn nó sẽ rất là khủng khiếp dành cho bên phía của D+KIA. Nhưng thôi không sao, một mạng, và quan trọng là Pay mất lính. Pay sẽ mất lính. Còn ở cánh trên này thì gỡ gạc bằng một con sâu hư không đến từ Kin sau khi mà anh ta đẩy một quân lính khá lớn vào chủ của Kingen. Trong khoảng thời gian đó thì cây niền đại băng tiễn vào, thêm một tên xuyên phá, chiêu cuối bung ra để lấy đi cái chiêu cuối của Milio nhở. Khi Milio mất chiêu cuối thì đây có thể sẽ là pha đái trụ đến từ bộ ba bên phía của D+KIA, nhưng Showmaker không có được cho mình chiêu cuối. Dập nhảy tên lửa phối hợp quá tốt đến từ Châu Vì và cây niền, mạng dành cho vị trí Tristana còn ở cánh dưới này. Thanh trừng được xấy nhưng ngay lập tức phải ngắt thanh trừng. Đây sẽ là pha đái trụ, Lucid W vào lính, như vậy sẽ không có tình huống đái trụ dành cho bộ ba của DK khi mà cây niền bắt đầu di chuyển xuống rồi. Thế là bây giờ là đến lượt Showmaker hiểu nhầm cây niền. Hiểu nhưng mà là hiểu nhầm. Còn cây niền thì đọc Showmaker như một cuốn sách vậy. Anh ta thao mình với tình huống di chuyển ra và vừa mới đi bộ ra. Ô cái gì đấy? Đúng.
sao vẫn tắt vẫn dân mà. Hiểu nhưng mà hiểu nhầm rồi. Sean Baker bị bất ngờ với cái thông tin sai đó và anh ta nằm xuống khi mà vừa đi bộ ra khu vực đường giữa với một cú bô la băng thẳng đầu. Và bây giờ là 3-1 dành cho bên phía của Genji Esports. Chovy được đẩy xuống ở cánh dưới, Aiming chưa hồi lại chiêu cuối và anh ta đang chờ đợi người đồng đội Kelvin của mình di chuyển xuống để hỗ trợ với tình huống đón thân lính đẩy vào tới từ Chovy này. Rồi, có một lớp giáp trụ dành cho Chovy khu vực đường dưới nhưng anh ta đang phải chịu sức ép đối với hai xạ thủ. Đẩy đi thôi. Chovy còn tốc biến, đang cố gắng chơi hit. Ô kìa, ăn sợi xích. Rồi mất tốc biến, tình huống mà Chovy chờ đợi với tình huống dậm nhảy tên lửa để tránh đi cái sợi xích tội lỗi của Aiming, nhưng cái sợi xích trúng và Chovy phải mất thêm cả tốc biến sau tình huống W về của mình. Nhưng mà với một con Tristana thì bạn vẫn còn dậm nhảy tên lửa và Genji chẳng có lý do gì phải e ngại trong tình huống mở rộng này của mình. Chỉ là Kanyan di chuyển ra để chắn cái tình huống trồi non và Lucid gặp nguy hiểm, Kin xuống núi và anh ta giải một cái mưa tên lửa tốc biến lao bọc điện. Hơi đáng tiếc là chưa đủ tầm và Lucid tốc biến rút lui. Thì dòng dành cho Genji và Kelvin dính bô la băng, một tình huống tạm bô la băng quá hay đến từ Kanyan. Anh ta đoán cái đường tốc biến và đón luôn cái đầu tốc biến đến từ con Ash của Kelvin. Kanyan nãy giờ có những tình huống lướt quy ném rờ rất tổ lái nha. Những pha rip của anh ta nó có một cái độ khó chịu nhất định. Thậm chí là ép luôn cả tốc biến đến từ Armin. Một lối chơi đang thi đấu rất chủ động. Bây giờ không còn lớp giáp trụ khu vực đỉnh dưới nữa nhưng vẫn sẽ có sức ép để có thể lấy về công trình đầu tiên dành cho phía của Genji. Con heo này của Kanyan đúng là con heo sát thủ rồi. Nào dịch chuyển để cứu. Chovy dịch chuyển lên được chưa? Chovy dịch chuyển lên cánh trên để cứu Kin. Kin lướt đai tên lửa, anh ta đang bị ba người quay và anh ta không thở nổi. Mạng dành cho Kingen, một mạng gỡ gạc dành cho bên phía của Diplurskia ở cánh trên. Rồi, mặc dù sử dụng đai để có cái vị trí sâu hơn vào trong trụ nhưng mà Kin vẫn bị gây sức ép. Chovy xuống thì cũng không thể nào cứu được người đồng đội của mình. Có cơ hội để có thể tiếp tục tấn công dành cho phía của DK. Kingen đang ở mặt ở đây. Lucid tương tự là như vậy. Vào chói, Chovy có giải thủy ngân, anh ta chưa đủ sát thương và Sean Baker băng thẳng vào sát thương chưa đủ đến từ bộ ba của DK và Tristana của Chovy vẫn rút lui được. Bộ đôi đứng dưới bên phía của DK ở thời điểm hiện tại không có tốc biến nữa vào đây. Một cú đón đầu tốc biến rất hay. Ôi, không có tầm nhìn luôn nhá. Mắt bắn bừa. Ừ, có thể là bắn bừa thật tại vì không có tầm nhìn mà. Nhưng mà cái góc vừa rồi thì rõ ràng sẽ là cái hướng mà bên phía hai xạ thủ của bên phía DK sẽ rút lui. Kiểu gì xác suất trúng sẽ rất là cao. Tôi trở lại thì họ cũng đã rất là thành công đến từ bên phía DK để có thể đổi lấy điểm hạ gục và công trình ở khu vực đường trên. Phần nào đó gỡ gạt lại đôi phần so với sức ép được tạo ra đến từ bên phía Genji. Ông vua kiểm soát mục tiêu Kanyan. Anh ta ăn hết mục tiêu lớn và bây giờ là sứ giả, nhưng vừa rồi là đại băng tiễn bô la băng quay ngược trở lại. Bạn quăng đại băng tiễn thì tôi quăng bô la băng. Kanyan tốc biến nhưng vẫn dính chiêu cuối của Maokai. Anh ta có Milio đứng ở bên cạnh và đơn giản một cú nhấn R để mưa tên lửa đẹp. Mưa tên lửa được trải ra cho Vi, nhảy thẳng vào bắn Kingen. Kingen không thở nổi rồi. Kingen gút bao ngược trở lại. Anh ta vẫn sống nhưng cuối cùng đã phải lấy bảng điểm số với điểm hạ gục dành cho đứng giữa của Genji Esports. Showmaker thì mới chỉ xong đánh anh thôi và đây sẽ là 4-2 ở cánh trên. Thả sứ giả ăn trụ trước người sau rồi. Showmaker đang bị làm mềm. Một pha dẫn sứ giả hút vào trụ một đến từ vị trí của Kanyan và trụ sẽ bể. Trong khi đó thì Lucid bị kẹt lại. Anh ta dùng cơ lực thiên nhiên rút lui cú quy không trúng nhưng bô la băng thẳng mặt thì không hụt được và Lucid nằm xuống. Mạng được nhường nhưng không nhường. Kanyan ăn mạng nhưng mưa tên lửa trải ra. Đây sẽ là tình huống đổi trụ hay không? Hai người cùng lái rồi. Như vậy là cái xe này hai chỗ. Như vậy là cái lỗi sứ giả hai chỗ của chúng ta đã được giải quyết bằng một cú chrono break. Và sứ giả vẫn hút vào trụ 2 nha, mà nó không nổ luôn trụ. Hợp lý. Nó sẽ chỉ là 2/3 máu của trụ mà mất đi mà thôi. Và Kanyan là người thực hiện cú hút đó. Nhưng mà có một cái điều quan trọng là Sean Baker report lỗi này nha. Đúng là một lời liêm khiết có khác. Mặc dù team đang thua nhưng mà thấy đối phương gọi là rất là căng thẳng luôn. Một cú report thẳng mặt luôn đến từ vị trí của Showmaker. Nhưng đường cái là lỗi này thì nó cũng mang lại cái bầu không khí tốt dành cho cả hai đội. Khi mà cả hai cũng đều giãn ra một tí. Nở nụ cười khá là vui. Nhưng cái điểm tốt khi mà quay ngược trở lại, chúng ta đang thấy trụ hai khu vực trên vẫn đang còn nhằm phía DK. Và bên phía Genji không có lượng tiền được gia tăng thêm. Nào các bạn, đào đại băng tiến vừa rồi trúng nha. Lucid không thấy, dám vào. Thấy Tristana của Chovy phát là không dám vào. Lượng sát thương ở thời điểm hiện tại của Chovy là rất lớn. Và nếu như đằng sau lưng của Chovy có thêm một thành viên nữa thì nó có thể sẽ là một pha gặp nguy hiểm. Mưa tên lửa được giải đến từ Kin với mục tiêu là Kingen. Một con Rambo, một trang bị rưỡi và sấy rất đau đến từ Kin. Một lao móc điện kích luôn cho mình tình huống thiêu đốt để giảm khả năng hồi máu. Và Kingen đang cố gắng hút máu ngược trở lại. Anh ta có khả năng hút máu tốt và đang cầu giờ. Kin có thể bị sắc đau trong tình huống này. Và Kin đã nằm xuống với mạng dành cho Showmaker. Không có mắt, không có lính để cho Chovy có thể dịch chuyển. Và gần như là hơn về mặt nhân sự dành cho phía của DK. Sức sát thương của Chovy ở thời điểm hiện tại là không thể đo lường được. Chắc chắn trong một tình huống mà anh ta được bắn cùng với lại Pay, nó sẽ là
một cái thảm họa dành cho bên phía của Dibrovskaya trong cái pha giao tranh như vậy. Schumacher thì cũng đã có được đồ 2 rồi nhá. Nào một pha kick đòn phủ đầu bắn rất đau, Lucid tốc biến bỏ chạy sấy thanh trừng theo, và Lucid cần phải có người chắn, không ai chắn cho Lucid cả. Schumacher không dám đứng chắn, bởi vì nếu như đứng chắn thì anh ta cũng có thể mất rất nhiều máu và nằm xuống chung với đồng đội của mình. Genji bắt lẻ thành công được người đi rừng của bên phía DK và họ chặn thẳng vào Baron. Cơ hội để có thể tấn công Comaron đã nghiêng về trong phía của Genji, thậm chí là xác suất được ăn Comaron này đang là con số 100%. Schumacher đã về nhà, Kingen thì đang đẩy vào trụ 2 khu vực đỉnh dưới. Có dịch chuyển đến từ cho vì để có thể phòng vệ vào cái trụ này. Họ không muốn để cho bên phía của DK có thêm cái lượng công trình. Khó rồi, không thể đeo được Baron. Mưa tên lửa trải ra để giải quyết lính tốt đến từ Kin, nhưng vẫn có thể đủ lính nhá. Cái mưa tên lửa vừa rồi nó không thực sự được mắc binh, bởi vì nó không giải quyết được những cái con lính đánh gần. Và mình vẫn có được chủ bộ ở khu vực đường giữa. Nhưng trong khoảng thời gian đó thì Genji ăn xong Baron, họ rút lui với bola băng được quăng đến từ cây điền. Showmaker chưa hồi lại chiêu cuối, và tình huống các lưu động của anh ta chỉ có thể tiếp cận được cây điền mà thôi. Pay đang không thực sự quá là Pay đầy có máu Baron. Và anh ta đang bị lộ hình. Pay có thể gặp nguy hiểm trong tình huống này, nhưng Lehen có mặt ngay lập tức bắn trả ngược trở lại đến từ Pay, và sát thương là khá lớn. Showmaker lại bay vào, nhưng làm gì còn phân chia thiên hạ nữa. Kingen bật dạng có cánh của mình lên, bổ quy mô tốt, W thành công, nhưng King lách thành công được cú đáp 2, và anh ta sẽ đi bộ về cùng với đồng đội của mình trong tình huống này. Lehen cũng sẽ không phải nằm xuống khi anh ta còn tốc biến. Trong khoảng thời gian đó thì Chovy. Rồi ok, nãy giờ thì Kingen đang đẩy lẻ ở khu vực đường trên. Đẩy lẻ hai bên cánh khá là nhiều, nhưng mà lượng sát thương của anh ta chưa thực sự là quá vượt trội để có thể mang về công trình dành cho bên phía của DK. Rồng nguyên tố thứ tư đang được ăn dành cho bên phía của Genji, nó hình thành nên một cái sức mạnh mới, mặc dù không phải gia tăng thêm lượng sát thương trực tiếp bằng linh hồn rồng gió, nhưng mà dù sao tính chất cơ động cũng sẽ được gia tăng thêm. Kinh nghiệm kiểm soát mục tiêu quá ghê. Và với những cái tình huống tẩy hồn khống chế của Lehen với vị tướng Milo nữa, thì những khả năng tấn công của phía DK gần như bằng con số 0. Đúng, tôi đang định nói đến cái vấn đề ấy. Từ đã nào, Lucid không tốc biến, gặp nguy hiểm lại. Thanh trưng lại không ai chắn rồi. Xong luôn, Lucid đi. Kin có màng, tiếp tục lấy thêm cái tốc biến của Kelly nữa với tình huống kích thiêu đốt và đài tên lửa. Genji rất áp lực và lại là một pha mà Lucid bị bắt lại. Thì đây sẽ là một đường lính ở cánh trên luôn chăng. Genji sẽ có được thêm trụ 2 ở khu vực đứng trên. Và họ đang tiến tới trụ thứ 3 cũng như là nhà lính bên phía của DK mất người quan trọng, đó lại là người mở giao tranh. Không có được quyền lực thiên nhiên, làm thế nào phòng ngự đây? Cây niền đứng chắn sợi xích của Aiming. Họ giải hướng rất nhanh với tình huống nhấn thẳng chiêu cuối đến từ Lehen. Và bên này thì Kingen đã gặp nguy hiểm rồi. Kingen bị hất tung lên. Kingen anh ta lao qua tường, hình như đó là Đại Bác đẩy lui đến từ Chovy thì phải. Và Genji rút lui sau khi mà họ có được cho mình trụ thứ 3 ở khu vực đứng trên. Họ chỉ lấy trụ bậc thềm mà thôi, chứ không tấn công vào tiếp cái cửa công trình, khi mà cái năng lực phòng ngự đến từ bên phía của DK cũng rất e dè. Cầm thanh tẩy là 3 pha giải ứng và sẵn sàng là Pay đứng ra hứng luôn tất cả những kỹ năng mở giao tranh, và sau đó anh ta sẽ nhận được khả năng hỗ trợ đến từ đồng đội của mình. Lướt lên hai đòn bắn, King gần trả lại một quý một khá chất lượng, nhưng hai xạ thủ bên phía của Genji bắn đau hơn tương đối. Lucid vào ôm Pay, mưa tên lửa trải ra chia cắt đội hình bên phía Dibrovskaya, và Chovy bắn từ đầu đến cuối với một con Tristana. Anh ta tốc biến qua, dậm nhảy tên lửa qua, tìm kiếm King gần một hit đánh tay nữa. King gần nằm xuống, bên này thì đã có mạng dành cho Pay khi mà Kelly nằm lại rồi. Lehen sẽ dứt điểm thành công. King gần với đúng một chấm báo kim thì tốc biến hạ gục Showmaker. Hai đòn bắn với nội tại đến từ Pay giúp cho xạ thủ bên phía của Genji Esports hạ gục thành công được đường giữa của DK. Cú quét 4 người dành cho Genji Esports và họ sẽ có chiến thắng quyết định ở game đấu thứ 3 này. Lehen đang không cho Aiming về và Kanyan tìm kiếm Aiming. Một cú W đóng băng làm choáng thành công và Aiming đứng chôn chân lại với điểm hạ gục dành cho người đi rừng mới của Genji Esports. 2-1 trong ngày hôm nay, và mặc dù có những khó khăn nhưng Genji vẫn biết cách để thắng DK. Một tình huống giao tranh mà chúng ta có thể thấy cái tính chất đội hình của phía DK gần như là bị khắc chế hoàn toàn. Cái lượng sát thương được tung ra đến từ Amin và Showmaker gần như là bằng con số 0 khi mà họ phải né cái lượng sát thương được tung ra đến từ một cái mưa tên lửa của King. Phần còn lại để cho Pay, để cho Chovy làm hết. Và đó cái sự khác biệt ở trong tình huống giao tranh cả hai đội tuyển. Lucid rất cố gắng với tình huống tốc biến choáng, chói chân thành công vị trí của Pay, nhưng như đã nói, làm thế nào để bạn mở trong khi đối phương làm video. Quá nhiều giải hiệu ứng. Chắc là tôi phát đấu này thì tôi biết là anh Linh suy nghĩ là sao, nhưng mà tôi là cộng 1 POG cho Lehen nữa. Tức là một mình con Milio, nó cũng là do con tướng nữa. Tức là một mình con Milio hóa giải hoàn toàn cái đội hình bên phía của Dibrovskaya với khả năng mở giao tranh. Bất lực, Maokai bất lực, Varus bất lực,